Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Chúc các bạn một ngày mới ở quê nhà được ngồi sự bình an, cũng như bà con kiều bào ở xứ người sau một ngày làm việc cuối tuần nhiều niềm vui. Bây giờ ở bên Mỹ thì nó vẫn còn là mùa đông nha anh chị các bạn. Bên này thì mùa xuân chưa có về. Đấy, mùa đông nó vẫn còn ở bên này. Thế nên anh chị các bạn thấy khi mà cái Tết Nguyên Đán ở Việt Nam của mình đó, nó đi vào mùa xuân ở cái vùng châu Á. Cái Tết nó nghịch với lại ở bên này. Cho nên mình không thể nào mình ăn Tết Tây được. Anh chị các bạn nên nhớ, có nhiều người đòi bỏ cái Tết Tây. Cái Tết Nguyên Đán. Thì cái Tết Nguyên Đán nó ở phương Tây, ở trời Tây nó khác với cái trời ở châu Á rất là nhiều. Nhất là cái hoàn cảnh ở cái đất nước Việt Nam mình nha anh chị các bạn. Mình không thể nào bỏ đi cái nét văn hóa đẹp đó được. Cho nên lại mình phản đối những người nào mà có cái tư tưởng kêu là bỏ đi cái Tết cổ truyền đó. Cái đó là rất là sai lầm. Cần phải nghiên cứu tìm hiểu về cái văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây, cũng như cái văn hóa của người Việt của mình nói riêng, mình cần phải tìm hiểu, chứ không thể nào nói theo cảm tính được, chứ không thể nào nói theo kiểu bà Phan Chi Lan gì đó, bà Phạm Chi Lan đó, là một kinh tế gia nữa mà phát biểu những cái sự nhiều cái vấn đề về kinh tế, về vấn đề xã hội rồi nó rất là buồn cười. Mình thấy bà này bà có vấn đề. Bà có cái vấn đề về cái sự hiểu biết của bà. Trong khi đó cái học vị của bà là một cái tiến sĩ. Anh chị em các bạn thấy cái đó nó đánh mất đi cái hay của một cái người mà trí thức như cái bà và Phạm Chi Lan. Tôi thấy không biết bà trí thức như sao mà tôi thấy bà phát biểu nhiều cái rất là sốc. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ thêm một lần nữa về cái bà Phạm Chi Lan này. Có nhiều người lão thành họ có những cái suy nghĩ rất là kỳ quặc. Trong cái hoàn cảnh mà mình đang hội nhập. Nói vậy không phải mình hội nhập với cộng đồng quốc tế là mình phải ngoại lai. Mình hội nhập nhưng mà mình không thể là mình hòa nhập. Mình hội nhập nhưng mà mình không có hòa tan vào trong đó. Chứ lên mạng rồi truyền thông đồ phát biểu bảo rằng là cho cái ngày Tết Nguyên Đán cần phải bỏ. Bỏ vậy mình ăn theo Tết Tây thì đâu có đúng. Các bạn thấy Tết Tây ở Mỹ bây giờ nó vẫn còn mùa đông mà, nó đâu phải là mùa xuân đâu. Mà mình đón cái Tết Nguyên Đán mình là mình đón vào mùa xuân. Có mai vàng nở nè, có hoa anh đào nở nè. Thì mùa đông này các bạn thấy bên này làm gì mà có hoa anh đào mà hay là hoa mai. Nó làm gì có được, nó nghịch. Ngay cả các bạn biết thằng Nhật đó, nó ăn Tết Tây đó. Ngày xưa nó có Tết cổ truyền của nó giống như ăn theo Tết cổ truyền á. Anh chị em các bạn thấy ngày xưa đó nó ăn theo cái Tết cổ truyền rất là tuyệt vời. Sau này nó đi theo cái tụi Tây đó, tụi phương Tây đó. Nó bỏ đi. Các bạn thấy khi vào mùa hoa anh đào cũng vậy nữa. Cái năm mà lịch Tây lịch đó, hoa anh đào ở Nhật đó đâu có nở nổi. Trời ơi, nó lạnh quá. Mà cái lúc đó chưa đúng cái thời điểm của nó nở nữa. Nó nở không nổi. Nó phải đợi qua tới cái lịch mà gọi là lịch âm á, cái hoa anh đào nó thực sự nó mới bắt đầu nở. Cho nên họ cũng bị hớ. Các bạn biết các bạn tìm hiểu về vấn đề mà văn hóa người Nhật á, về cái Tết cổ truyền của họ, họ bị sai lầm á. Mà bây giờ nó đã đi lún sâu quá rồi. Cũng có một số người Nhật họ tìm đủ cách để đặng mà họ lấy lại cái ngày Tết cổ truyền của người Nhật anh chị bạn biết. Tại vì bây giờ nó bị cuốn theo rồi. Cả một cái hệ thống con người ta nó trôi theo cái sự là máy móc. Người Nhật họ sống như là bây giờ các bạn thấy họ xảy ra cái tình trạng gọi là họ làm
cái tinh thần samurai của họ, họ làm rồi họ họ sẵn sàng chết, rồi họ làm họ chỉ biết rồi lăn đùng ra rồi chết. Nhiều khi mà nó bị bế tắc quá, họ bị khủng hoảng đó, họ có cả một cánh rừng đến đó họ tự tử, rồi người già thì chết trong neo đơn. Các bạn thấy không? Đó là cái hậu quả, cái hệ lụy của những người mà người ta bỏ cái văn hóa, cái Tết cổ truyền đó. Mà mấy như cái bà Phạm Chi Lan, bà là một kinh tế gia mà tại sao bà lại suy nghĩ hết sức là lạ. Trong cái Tết cổ truyền nó cũng mang tính cách nói về vấn đề mà bà là người về kinh tế gia đó, thì bà cũng phải hiểu rằng là ở lĩnh vực đó nó cũng mang tính cách kinh tế trong đó. Một năm người Việt của mình họ làm việc cực lực, thì người ta có những ngày Tết để đặng mà họ nghỉ ngơi và họ mua sắm. Đấy. Các bạn biết tụi Mỹ thì là tụi phương Đông Bắc Mỹ này, những cái ngày lễ của nó cũng tạo cái điều kiện cho người dân, nó tạo điều kiện bằng đủ mọi cách là làm sao người dân nó phải xài tiền, phải bị lôi cuốn vào trong cái dòng xoáy của nó, phải xài. Thì cho nên tôi thấy rằng vấn đề Tết cổ truyền Việt Nam mà người dân Việt Nam người ta xài mua sắm cái này kia thì không thể nói là cái đó là sĩ diện được, sĩ diện về vấn đề mà thế này thế nọ được. Dù nó có cái sĩ diện nhưng cái đó nó mang tính cách văn hóa, mang tính cách văn hóa nhiều hơn, tính cách truyền thống. Tại vì ai cũng muốn sắm sửa nhà cửa, dọn dẹp mọi thứ đều cho nó tươm tất để đón một mùa xuân cho nó rộn ràng và tươi mới, và người ta hy vọng là một cái năm mới họ sẽ được nhiều may mắn hơn. Các bạn thấy những người Nam Hàn người ta cũng có cái Tết cổ truyền của họ. Sau này Hàn Nhật nó xâm lăng Nam Hàn đó, các bạn biết Triều Tiên ở Nam Hàn đó, khi họ lấy lại cái đất nước của họ, họ cũng tranh đấu cũng đâu 20 năm á, rồi sau họ lấy lại cái Tết cổ truyền của họ, cho nên bây giờ họ người Nam Hàn họ vẫn có ăn Tết cổ truyền, cái Tết âm lịch đó. Mà lại có những người trong nước tôi thấy có nhiều khi họ toàn là mấy tay mà lão thành, mấy ổng đúng là những thành phần lão thành như vậy. Người ta cần phải giữ cái nét văn hóa cổ truyền để cho những cái thế hệ sau nó ghi nhớ, nó hiểu biết, để nó không quên đi nguồn cội ông bà tổ tiên của nó. Cái Tết cổ truyền Việt Nam tôi thấy rất là tuyệt vời. Mặc dù tôi sống ở hải ngoại cái thời gian của tôi rất là nhiều, mấy chục năm, nhưng mà tôi thấy cái Tết cổ truyền Việt Nam tuyệt vời, rất là hay. Con cháu mà có bàn thờ tổ tiên, và con cháu về mừng tuổi ông bà, rồi nó trở về với nguồn cội. Nhất là các bạn biết những ngày gần Tết cũng vậy nữa, những ngày gần Tết Nguyên Đán cũng vậy. Nhất là cái ngày mà tảo mộ, tôi thích cái ngày đó. Con cháu rồi kéo nhau về mừng, dọn dẹp mồ mả ông bà. Người ở trong Nam á là cái ngày tảo mộ đối với họ vui lắm. Họ về ùn nhau là 5 giờ sáng là bắt đầu mấy bà già, mấy người lớn tuổi họ đi trước. Mấy người lớn tuổi lúc nào họ cũng thức dậy sớm. Tôi nhớ má tôi thức dậy sớm vô, mà tại họ phải làm gương cho mấy đứa nhỏ mà. Vô trong vườn, trong mồ mả ông bà vô trước. Người lớn tuổi như người già họ đâu có làm được những công chuyện nặng đâu, nhưng họ vô họ ngồi đó, họ thắp nén nhang, nén hương, rồi những đứa con cháu vậy nó đi theo. Các bạn thấy nó thành cái thói quen, nó đi theo, nó vô nó chùi rửa mồ mả ông bà, rồi nó sơn phết lại, nó dọn dẹp cho sạch sẽ lại để ông bà cũng được ăn cái Tết cho cái năm mới. Các bạn thấy không, rất là hay. Mà bà Phan Chi Lan lại lên mạng, lên truyền thông lại đòi bỏ cái Tết cổ truyền, thì tôi thấy thật là làm đáng tiếc cho một người gọi là kinh tế gia như bà Phạm Chi Lan gì đó. Tôi thấy đáng tiếc cho bà đó. Các bạn thấy bây giờ bên Mỹ trời đông như vậy mà mình ăn Tết cứ như bây giờ, nếu bây giờ mình nói bỏ Tết cổ truyền đi, mình ăn Tết theo kiểu phương Tây hay kiểu Mỹ đi, nó đâu có đúng đâu. Mai cây qua anh đào nó đâu có mọc đúng ngày đó đâu.
nó đâu có nở hoa mà là mình phải ép nó cho nó nở à, các bạn thấy không? Cái hoa anh đào, cái hoa mai nó ngộ, nó nổ, nó nở ngay cái ngày, những ngày mà đầu xuân, đầu năm của cái mùa xuân. Các bạn biết thì như ở bên Mỹ này, mùa xuân nó bắt đầu vào tháng 3. Vào tháng 3 mới là mùa xuân lắm. Chứ giờ nó vẫn còn đông. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Thì Lại Minh thấy về vấn đề, một số người nói về vấn đề mà Tết cổ truyền rồi đòi bỏ đi, nhất là những người mà lão thành mà từng có những cái sự hiểu biết về ăn học này kia đồ đó, họ là suy nghĩ hết sức là lạ. Tôi không hiểu nổi những cái rất là lạ. Nhiều khi mình ngồi ở bên trời trời Tây mà mình suy nghĩ không ra, mấy ông mấy bà mà lão thành ở trong nước, nhiều cái mấy ông phát biểu rất là sốc. Nó đi ngược lại cái dòng thời gian lịch sử và cái văn hóa của người Việt Nam rất là nhiều. Mấy cái đám trẻ trẻ mà nó phát biểu vậy thì mình không trách nó đi. Nó không hiểu về cái văn hóa, cái nét đặc thù của cái người Việt. Mà đằng này những cái tay mà lão thành rồi, như bà Phạm Chi Lan cũng vậy, là một kinh tế gia nữa, phát biểu nhiều cái. Tôi ra nước ngoài lâu năm rồi mà tôi còn nghe, tôi còn thấy còn bị sốc. Tôi thấy hết sức là kỳ lạ. Không hiểu nổi. Có những cái mình cần bỏ mà không bỏ, còn những cái mình không bỏ mà lại đi đòi hỏi phải bỏ. Hết sức là lạ. Cái gì như mình phải tìm hiểu về cái nét văn hóa của mỗi cái quốc gia. Mỗi cái quốc gia nó có cái truyền thống, đâu ai giống ai. Nhất là cái thằng Mỹ này các bạn biết, nó không có giống ai trên cái thế giới này chứ. Bởi vì nó đi đến đâu là nó làm loạn thế đó. Nó là cái thằng mà tạp chủng quốc, mà học chủng quốc nhưng mà mình tôi gọi là tạp chủng đó. Nó đi đến đâu là nó làm loạn thế đó. Tại vì nó không có văn hóa, cái culture đó, cái nền văn hóa của nó tạp chủng, nó tạp nhạp đủ thứ đó. Cho nên nó đi đến đâu là nó bị làm xáo trộn cái xã hội của cái quốc gia khác. Nó làm cho người ta sống theo nó, chạy theo nó. Mà nếu mà không có lập trường á, dễ bị nó lôi cuốn vào cái dòng xoáy của nó. Cho nên các bạn biết tại sao ông Labin á, ông ghét thằng Mỹ. Ngày xưa thằng Mỹ huấn luyện ổng là một biệt kích rất là giỏi á. Mỹ nó huấn luyện ổng đánh Liên Xô mà. Nó huấn luyện ông Labin, các bạn biết là một cái biệt động á. Biệt động. Nó huấn luyện ổng đánh Afghanistan, đánh giúp Afghanistan á. Ổng đánh cái tụi đánh cái thời mà Liên Xô á, làm Liên Xô cũng khổ lên khổ xuống cả chục năm. Sau này ổng thấy thằng Mỹ này, cái thằng này nó điểu. Bởi vì ông Labin ổng mới quay qua ông hận. Các bạn thấy ông quay qua ông hận, đi theo nó một thời gian rồi mới thấy nó. Còn lúc mới thì nó làm bên ngoài mình nhìn nghe thấy ham lắm, giống như mấy thằng chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nè. Nó lên mạng nó hát bài ca con cá, nó cho quý vị ăn cái bánh bẻ, quý vị ngồi đó mê màng. Ôi nước Mỹ bữa nay nè, hồi nãy nè, các bạn vào cái like tôi mới like hôm kia đó, có cái bà này, bà tên là Hoa Cao đó. Tôi nói về tình hình nước Mỹ, bà nói tôi khùng, bà nói bà binh giật mấy cái thằng chống cộng ở bên Mỹ nè. Rồi tôi xong rồi tôi nói lại với bà nói bà là cán bộ hưu trí. Thấy các bạn thấy rất là đau lòng không? Thì bà giống tôi nghĩ là bà đi theo diện gì không biết nữa. Có thể bà bỏ tiền qua bà mua thẻ xanh không chừng, hay là bà đi theo diện con bà đi hôn nhân hay sao đó. Bà qua tét xịt bà ở. Tôi kêu bà không nên lãnh tiền hưu. Bà nói hai chồng bà lãnh tiền hưu. Tôi không biết gì được nói. Bà nói tôi điên. Tại vì tôi chửi mấy thằng chống cộng ở bên Mỹ. Bà nói tôi còn tệ hơn mấy thằng đó mà tôi bị điên. Các bạn thấy những cái người họ sống cái giọng ngoại, họ qua được nước Mỹ mà trong khi đó lại tự xưng mình là cán bộ hưu trí nữa. Các bạn thấy đáng tiếc.
mấy người vậy tôi rất là khinh. Mấy thành phần mà theo bác và đảng ăn cơm của chính phủ, đi ra được chút hải ngoại rồi quay qua chống phá, quay qua bắt đầu là bất mãn, khinh. Các bạn biết mấy thành phần là khinh. Thấy là lấy làm đáng tiếc. Cho nên cái cuộc sống các bạn biết, thằng Mỹ các bạn gặp nó lịch sự lắm. Các bạn chưa biết mà không có ai lịch sự bằng Mỹ. Đi vô chợ hay là đi vô nhà hàng hay là đi đến những cái nơi mà cái sống của nó đó, nó lịch sự lắm. Nó làm cho mình dễ vào cái mê hồn trận của nó. Làm ăn với thằng Mỹ phải cẩn thận. Các bạn thấy như Nhật nó khôn. Tại Nhật nó là một cái quốc gia, nó cũng là từng một cường quốc rồi. Ngày xưa nó cũng là một cường quốc rồi. Nó ký cái hiệp định về quân sự với Mỹ, nhưng mà trong đó nó cũng đâu có ngu đâu. Các bạn thấy không? Có qua có lợi. Chơi với Mỹ rồi phải biết khôn giống như Nhật vậy. Thằng Nam Hàn nó cũng đâu có ngu đâu. Các bạn thấy nó đổi cái này thì nó cũng phải lấy lại cái kia. Còn mà chơi với thằng Mỹ mà kiểu mà nịnh bợ nó, đội nó trên đầu giống như mấy thằng chống cộng ở bên Mỹ. Các bạn nhìn thấy 10 thằng 10 con thôi, không ra ôm gì chứ. Toàn là cái lũ tạp nhạp không. Như các bạn thấy như Ben đi chương được không vậy. Nó lên, nó mặc đồ vest, nó ngồi, nó nói ôi thôi thao thao bất tuyệt. Nó lên, nó kêu gọi thế này thế nọ. Nhưng mà phía đằng sau của nó thì các bạn thấy nó là một cái thằng gọi là ô hợp, một cái thằng gọi là handicap, thằng sống chỉ biết ngồi đã ngửa tay ra những đồng lương của người khác để đóng vào đó. Nó một mắt có, các bạn biết có những người người ta bị tàn tật bên Mỹ nhưng mà ta cũng cố gắng ta làm ăn chứ đâu phải ngồi đó mà chầu chực rồi lên mạng rồi xuyên tạc cái này thế nọ đâu. Bởi vì mấy cái đám mà dân chủ cụi được gì, toàn là cái đám mà đi buôn chính trị, nó gọi là đi buôn chính trị, buôn hàng giả. Cho nên anh chị em chúng ta cần phải cẩn thận. Anh chị em các bạn biết mình phải tin tưởng vào những người lãnh đạo ở trung ương ta làm. Và cái cuộc sống Việt Nam ngày hôm nay đang đổi mới rất là tốt, có cơ hội đi đến nước ngoài thì không có gì sai. Tôi cũng khuyến khích mình có cơ hội đi đến nước ngoài, đi một đàng học một đường khôn. Các bạn thấy người Do Thái người ta đi khắp tản lạc ra khắp thế giới, người ta trở về người ta xây dựng đất nước người ta hùng mạnh như ngày hôm nay. Anh chị các bạn thấy không? Người Trung Quốc cũng vậy, nhiều những cái giống dân khác người ta cũng vậy. Nhưng có cái người Việt Nam của mình, cái người Việt Nam mình không biết sao kỳ vậy, đi ra khỏi nước là bắt đầu quay ra cái đời sống vật chất á, nó làm cho người ta bị lú lẫn. Qua bên Mỹ ăn ba cái bơ thừa sữa cặn nhiều quá hay sao, ăn ba cái hamburger hot dog, ba cái đồ fast food, ăn riết rồi nó lú lẫn rồi bắt đầu quay qua nói xấu quê hương, chửi lại quê hương. Ngày xưa ở trong nước thì cũng múc nước ở dưới mương, dưới suối, dưới hồ lên lóng phèn uống, nấu chín uống có đâu. Mà đi qua Mỹ rồi bắt đầu lại nói xấu quê hương, biết sao kỳ lạ. Nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ cũng không ra, ngộ thiệt. Lạ thì đúng lý là mình đi ra như vậy mình phải appreciate cái quê hương của mình, là mình phải biết nhớ ơn cái quê hương của mình. Ngược lại đi ra được hải ngoại rồi bắt đầu nói xấu quê hương, bắt đầu ngay cả những người tự xưng mình là cán bộ thế này thế nọ, đi ra được nước ngoài, định cư được nước ngoài rồi bắt đầu vạch áo cho người ta xem lưng. Tôi đại kỵ những người này. Ở trên cộng đồng Pao Thoát có cái ông này, cái anh này ảnh có cái nick gọi là Game OK. Màn rồi tôi chửi ông không biết bao nhiêu lần. Ông lên đó ông nói xấu những cái chuyện rồi ngày xưa ông làm trong cơ quan nhà nước á. Ôi thôi ông bươi móc. Tôi nói mấy người khinh giả mang. Trong khi đó ông qua Mỹ thì đi làm cu li chết bà cố, đi làm giặt ủi. Mua được cái nhà, mua được cái xe rồi bắt đầu chê bai đất nước. Xe thì cũ, chạy cạch cạch cồng mà cũng chê là
Mấy hôm nay thì tôi nghe cũng một số anh chị các bạn chia sẻ về hạ tầng cơ sở, để ngày mai hay là bữa nào rảnh tôi sẽ chia sẻ về đề hạ tầng cơ sở. Một số các bạn tôi thấy phàn nàn về vấn đề hạ tầng cơ sở trong nước. Thì Đại Minh lên đây chia sẻ với anh chị các bạn, mỗi ngày thấy cái gì hay thì mình chia sẻ để đặng mà tìm hiểu để học hỏi lẫn nhau thôi. Thì hôm nay cái chủ đề chính là mình chia sẻ là vấn đề mà Tết cổ truyền và cái Tết Tây. Các bạn thấy Tết Tây nó buồn lắm, nó chỉ có ngày một Tây, ngày một Tây qua ngày hai Tây rồi, là nếu mà nó gớp như ngày thứ hai, ngày một Tây nó gớp như ngày thứ hai thứ ba người ta phải đi làm, chỉ vậy thôi, nó không có cái gì trên cái Tết gì chứ cả. Ăn Tết Tây, nếu mà bỏ Tết cổ truyền mình ăn Tết Tây Tây lịch thì mình ăn làm sao? Hoa mai không có nở, hoa anh đào cũng không có. Tại hoa mai, hoa anh đào nó phải nở ngay cái đầu năm của cái mùa xuân ở cái vùng châu Á. Thì làm sao mà mình bỏ cái Tết cổ truyền mình được? Mình chạy theo cái tụi Tây phương, nó đâu có ăn Tết, đúng đi ra tụi nó đâu có ăn Tết đâu. Anh chị em các bạn biết thằng tụi Tây phương, tụi Mỹ này tôi không thấy ăn Tết gì cả, chẳng có cái gì gọi Tết. Các bạn chỉ thấy ở trên TV truyền hình, những cái đài của Mỹ bây giờ nó cũng phát ở tại Việt Nam đó, CNN rồi nó phát ở tại Việt Nam, NSNBC rồi nó phát ở Việt Nam, nó chỉ có đêm 31 nó bắn pháo bông rồi vậy xong đó. Cái đêm đó thường cái đêm đó là người ta ăn nhậu, nó xách súng rồi nó bắn, nó giết nhau, người ta trúng đạn nhau, nó bắn lên trời rớt xuống chết nhau rồi ôi đủ thứ đó. Là lúc đó là mùng 1 Tết bắt đầu truyền thông nó tổng kết trong năm qua vậy thôi, nó tổng kết trong một năm qua đã cái gì đó, vấn nạn xã hội, kinh tế, chính trị, vân vân vân. Chứ còn về vấn đề mà ăn Tết Tây thì nói chung đâu có gì đâu mà một số người lại đòi bỏ cái Tết cổ truyền để đặng mà ăn cái Tết Tây, hơi bị lạ. Thôi thì lại mình chia sẻ với anh chị các bạn như vậy, chuyển cái thông điệp này cho bà Phạm Chi Lan vậy. Tại thấy bà này bà hơi lạ, bà có những cái phát biểu hơi bị lạ quá. Trở lại bên, xin chào anh chị em các bạn nha. Bye bye các bạn. Có anh chị em các bạn nào định lên muốn chia sẻ nhưng mà mình đang lái xe cho nên cái điện thoại chắc nó không đủ mạnh đâu. Xin lỗi nha. Có gì hẹn gặp sau. Bye bye.